I'm a killer, I'm a savage, been that way since the beginning. Me and Twizzy really spitters, why the hell is y'all pretending? We just youngins on the loose, ain't no need for apprehending. And we never second guessed it, cause we always had a vision. I'm a beast, I'm a dog, tell me what's the plan of action. When I tell you that I want it, pull them out like Janet Jackson. Put your name on the boat, but you know I'm still a captain. When the liquor's in my system, baby, anything can happen. Got the press out of this boot, girl, I stress out for this. Got that cold blood in my veins, like a reptile in this boot. Gotta make room for my team, don't get exiled in this boot. Try to find Mr. Right or get you left out of this. Yeah. I've been trying to find my way back home. I've been riding down this road too long. Anh ta đâm, tôi cũng bước tới như vậy. Giờ trợt tay xuống xem tư thế chúng tôi sao. Tôi dạy kỹ thuật chiến đấu cho các cơ quan chính phủ hơn 15 năm. Thủy quân lục chiến Mỹ, cảnh sát tư pháp Mỹ, đội đặc nhiệm Mỹ và biệt kích hải quân Mỹ. Anh ta đâm tôi bắt ở đây và ở đây. Thế này hay thế này, hầu như mọi kỹ thuật tôi dạy bị cấm chơi ở võ thuật hỗn hợp. Có thể điều khiển họng súng, thấy không? Đây là vài động tác hiệu quả, tác động mạnh. Dùng được ở đời thực. Dù là tự vệ, nếu bị vậy, trên đường, rồi tôi lên gối hay chiến tranh, tấn vào khí quản. Cậu lên gối lùi lại và bẻ. Thế là súng rơi, giỏi. Đây là sự sống còn với họ. Tôi vinh hạnh chia sẻ kiến thức. Cho xem cơ bắp nào, James, cho xem. Hay, tiếp, làm lại đúng rồi. Đúng rồi, giỏi lắm. James là đứa trẻ rất hiếu động, khá khó quản lý. James, giáo viên nó bảo chúng tôi thấy khó mà đối phó với nó, vì nó không phải hung hãn. Nó quá hiếu động phải. Tôi nghĩ từ đó thì hợp hơn, nên tôi dẫn nó đến một buổi thực tập của Kyokushinkai, một trường phái karate rất khó. Lối võ có hệ thống và vừa phải, làm thằng bé dịu lại. Kể từ đó nó tập karate nghiêm túc. Lý Tiểu Long là người hùng của nó khi còn nhỏ. Nó dán một tấm áp phích lớn trong phòng. Như nhiều cậu trai, tôi mơ ước trở thành bậc thầy kung fu, có thể đánh hạ kẻ xấu ở mọi tình thế. Hồi còn thiếu niên, tôi đi đường bị chặn và bị đánh. Đối mặt với thực tế, những bài tập karate bài bản mà tôi luyện tập bao năm hoàn toàn vô dụng. Rồi tôi nhận ra Lý Tiểu Long cũng tương tự thế khi tầm tuổi tôi. Ông ấy lao vào tìm nghiên cứu ý nghĩa thực sự của tấn công. Tuyệt chiêu Nhật trong tấn công phòng thủ tay đôi, Lý tiếp tục nghiên cứu một loạt môn võ, khi chọn ra phần tinh túy ở từng môn. Triết lý ở ông đơn giản: nghiên cứu từ kinh nghiệm, tiếp thu điều hữu ích, loại bỏ điều vô ích, thêm vào chất riêng của bạn. Mang triết lý này, tôi nguyện theo bước chân Lý. 15 năm và năm đai đen sau đó, tôi có cơ hội đưa luyện tập lên sàn đấu. Rick ra đòn phối hợp tốt, Johnson cố trả đòn, Rick lên gối tay. Johnson gặp khó, Rick tấn công, một cú móc và anh ta siết. Anh ta kẹp cổ, tay anh ta lăn, sẽ xin thua, thua, thật khó tin. Jay Wick là đấu sĩ cuối cùng, với vài giây thừa. Màn trình diễn xuất sắc của Jay Wick, màn trình diễn xuất sắc của Jay Wick. Jay Wick từ Leicester, Anh Quốc, là đấu sĩ cuối cùng. Đấu sĩ cuối cùng vô địch hạng nặng. Sau đó tôi chấn thương. Tôi tập cho giải vô địch hạng nặng sắp tới và đứt dây chằng cả hai gối. Không thể dạy hay tập ít nhất 6 tháng. Tốn hơn 1.000 giờ xem các báo khoa học đã qua thẩm định về phục hồi và dinh dưỡng.
tìm bất cứ điều lợi nào có thể để tôi trở lại nhanh nhất có thể. Tình cờ lướt qua một nghiên cứu về các đấu sĩ La Mã. Ephesus, nghĩa trang đấu sĩ, là nơi duy nhất có số lượng đáng kể người bị chôn ở đây. Nhà khảo cổ đã phục hồi ít nhất 68 đấu sĩ còn sót lại. Có hơn 5.000 xương được phân tích để nghiên cứu. Ở mặt cắt xương, chúng tôi tìm thấy mật độ khoáng xương rất cao, cho thấy sự luyện tập cường độ cao và chế độ ăn chất lượng để hình thành cơ bắp và khung xương khỏe. Chế độ ăn này cho các đấu sĩ một biệt danh Hodiri, nghĩa là đậu và máy nghiền lúa mạch. Ta biết nguồn thức ăn khác nhau, sinh ra lượng stronti khác nhau trong xương. Người ăn chay có mức stronti cao, người ăn thịt có mức stronti thấp. Nếu ở mẫu có lượng stronti thấp, lửa sẽ giữ màu xanh. Nếu có lượng stronti cao, lửa sẽ chuyển từ xanh sang đỏ. Các đấu sĩ phần lớn là người ăn chay. Tôi ấn tượng cực kỳ. Đấu sĩ là chiến binh xuất sắc, có sự đào tạo và chế độ y tế cao cấp nhất ở đế chế La Mã. Nghĩ các chiến binh chuyên nghiệp thuở đầu, chủ yếu ăn thực vật, đi ngược lại mọi thứ tôi học về dinh dưỡng. Kính thưa mọi người, siêu nhân độc nhất vô nhị. James, siêu nhân ăn thịt không? Có sao? Vâng, ồ, có thể kể con ăn gì? Vào giờ xế chiều lúc về nhà, gần giống bữa tối ngoại trừ trứng và sườn cừu non. Con có nghĩ trẻ em khác nên ăn mấy loại thức ăn đó không? Có. Để có sức mạnh? Vâng. Connor, ngay cả ở UFC, thịt bạn làm trở nên dẻo dai, thành ý tưởng trọng tâm ở trận đấu được trông đợi trong lịch sử môn này giữa Conor McGregor, nhà vô địch thế giới ở hai hạng cân, và Nate Diaz, người chấp nhận đấu chỉ sau 11 ngày thông báo sau khi đối thủ cũ McGregor rút lui. McGregor ăn cực nhiều thịt, ăn steak mỗi ngày, steak ở bữa sáng, steak cho bữa trưa, bữa nửa buổi. Thịt bò được tẩm quất nuôi bằng cỏ cả ngày. Dia ăn chủ yếu thực vật, ăn rau củ. McGregor có lợi thế với việc đó, xem anh ta đấu được không. Ở đó tôi hóa sư tử, linh dương nhỏ của anh sẽ nhìn qua cái lồng ngắm xác anh bị nuốt sống. McGregor chiếm lợi thế nhờ một định kiến khá phổ biến: đánh như thằng ăn cỏ. Tò mò muốn biết liệu có vận động viên giỏi khác theo chế độ ăn thực vật. Người đầu tiên là Scott Zurich, đấu thủ điền kinh xuất sắc nhất mọi thời đại. Scott chạy khoảng cách cực xa, qua địa hình cực khó, chinh phục các cuộc đua uy tín nhất. Có cả Bedwetter, 217 km qua thung lũng chết ở California dưới nhiệt độ lên đến 54 độ C. Tôi luyện tập cho các cuộc đua 160 km ở miền Tây như Super Bowl của cuộc đua siêu marathon. Từ đó tôi chuyển sang ăn chủ yếu thực vật. Còn nếu tôi tự nghi ngờ một tuần trước cuộc đua, chắc tôi nên ăn thịt. Nhưng tôi dẫn đầu cuộc đua suốt và thắng 7 năm liên tiếp. Không nghi ngờ gì nữa, ăn chủ yếu thực vật thúc đẩy chiến thắng. Lúc gặp, Scott cực lực luyện cho thử thách lớn nhất sự nghiệp. Cảm ơn đã mời, khi di chuyển tôi phải ăn, đứng đầu các môn chạy bền một ngày. Scott đang cố thành người nhanh nhất lịch sử, chạy hết dãy Appalachia, đoạn đường dài 3.540 km. Mục tiêu là phá kỷ lục 46 ngày 11, tiến tới Maine. Hai đợt marathon một ngày ở địa hình chuyên môn, trung bình leo lên 3.300m và leo xuống 3.300m mỗi ngày, liên tục, hoàn toàn vượt xa bất cứ gì tôi từng làm. Khi Scott bắt đầu, tôi quan ngại sao chế độ không thịt có thể cung cấp đủ năng lượng. Nên tôi tìm tiến sĩ James Loomis, bác sĩ đội và từng tham gia hai giải đấu vô địch World Series và Super Bowl. Đầu tiên tôi nghe ở phòng thay đồ là suy nghĩ khá lỗi thời về dinh dưỡng. Bạn sẽ đi ăn trước trận đấu,
cùng đồng đội và sẽ thấy sự phổ biến này. Sẽ có steak và gà, rất nhiều món thiên đạm, và vì họ nhận thức là chất đạm duy trì năng lượng cho họ. Nhưng không phải thế này. Năng lượng thực sự để luyện tập chủ yếu từ carbon hydrate, ở thế glycogen ta trữ trong cơ bắp. Khi ta bỏ đống calo trong carbon hydrate để nạp calo đạm ở bữa ăn, điều xảy ra là bạn sẽ bị suy giảm lượng carbon hydrate hay glycogen vốn có. Dẫn đến gì? Dẫn đến mệt mỏi kinh niên và thể lực kém. Tôi muốn biết suy nghĩ thịt sinh năng lượng bắt đầu ra sao. Nên quay ngược về những năm 1800, khi các nhà khoa học Đức nổi tiếng giả thuyết năng lượng cơ bắp đến từ đạm động vật, và người ăn chay không thể luyện tập kéo dài. Niềm tin của Liebig được tiếp nhận nhiều đến mức truyền cảm hứng cho kiến nghị về đạm đầu tiên ở USDA, khi khoa học chứng minh lý thuyết của ông sai và phát hiện cơ bắp hoạt động nhiều dùng chủ yếu carbon hydrate tìm ra ở thực vật thì đã muộn. Mọi người khắp thế giới đã tin ý tưởng của Liebig về thịt và năng lượng. Không phải ai cũng bị thuyết phục. Đầu năm 1908, vận động viên ăn thực vật đoạt huy chương Olympic đầu tiên, 4 huy chương vàng. Anh vẫn tuân thủ chế độ ăn chay chứ? Nghiêm ngặt, có. Và anh thấy chế độ ăn đó có lợi? Không thì chắc. Edwin Moss thắng huy chương vàng, Lewis đoạt được và cả kỷ lục thế giới mới. Tôi chuyển qua ăn thuần chay và tôi tập mọi kỷ lục cá nhân ở tuổi 30. Người lớn tuổi nhất đó giờ thắng chung kết nam thế giới, giờ cả vận động viên Olympic. Morgan Mitchell, vận động viên người Úc hai lần vô địch cự ly 400m, Morgan Mitchell kia rất rất nhanh. Khó đó 400m không xạo. 200m đầu hoàn toàn là tốc độ, rồi 200m cuối cho thấy ai luyện sức bền tốc độ ở chân. Và 50m cuối cầu nguyện thôi, và axit lactic đang tác động mạnh. Bạn cần giữ được sức bền đó. Cô ấy cũng đại diện Úc ở Olympic mùa hè năm 2016. Nhiều người hoài nghi. Lần đầu tôi ăn thuần chay, nhưng mức năng lượng tôi tăng đáng kinh ngạc. Và chất sắt, B12, mọi thứ người ta nói sẽ thiếu hụt, đều tuyệt vời. Tôi nghĩ, tôi đảm bảo sẽ đánh bại hết họ. Ý là bạn bè hết, nhưng kết thúc mùa giải quốc gia bất bại cũng ngầu. Thắng giải quốc gia rõ ràng, càng hoàn hảo hơn. Morgan Mitchell lao đi trên sân. Còn có Dusty Bosch, 8 lần vô địch xe đạp quốc gia Mỹ và 2 lần đạt huy chương vàng Pan American, môn xe đạp trong nhà yêu cầu lượng lớn năng lượng bùng nổ. Lên các cô gái, lên đầu tiên rời vạch xuất phát và bắt đầu từ điểm chết chỉ với một số. Chúng tôi phải dịch được khối lượng đó để đạt được tốc độ trong vòng 3/4 chiều dài đường đua. Chế độ luyện tập của tôi gồm 6 ngày một tuần. Leo núi, leo lên và xuống ít nhất 4-5 tiếng một ngày. Phần tập tốc độ cao và tập thể lực mạnh. Tôi lớn lên ở Kentucky, vùng của các món thịt hầm, đồ nướng và thịt, nên khi chuyển hoàn toàn sang chế độ chủ yếu thực vật, tôi không chắc mình sống nổi. Và tôi thật sự như cỗ máy. Tôi bắt đầu từ có thể nâng tầm 136kg trên máy tập chân ngược, đến nâng tầm 265kg 60 lần 5 lượt. Để nâng loại tạ đó, bạn không chỉ cần năng lượng, bạn cũng cần sức mạnh. Nói cách khác, chất đạm. Tôi không thể tin Dossi hay bất cứ ai khác cũng làm thế, có đủ đạm chỉ bằng ăn thực vật. Một trong các quan niệm sai ở dinh dưỡng thể thao là ta phải nạp đạm động vật ở một loại thịt cụ thể để lớn mạnh và hoạt động ở cấp độ cao, rõ ràng là sai. Một loại đạm ta nạp vào khi ăn thịt bò hoặc hamburger, nó đến từ đâu? Nó đến từ thực vật mà bò ăn vào. Ngạc nhiên khi biết tất cả các chất đạm bắt nguồn từ thực vật. Bò, heo và gà hóa ra chỉ là vật trung gian. Nghiên cứu lớn nhất so sánh dinh dưỡng nhận vào của người ăn thịt và ăn chay cho thấy người ăn chay trung bình không chỉ có đủ đạm mà còn nhiều hơn 70% lượng họ cần. Ngay cả người ăn thịt như tôi chỉ có tầm nửa đạm thực vật của họ. Mà vận động viên cần nhiều đạm hơn đa số mọi người.
lấy các con số từ nghiên cứu và nhận ra dựa trên lượng calo tôi nạp vào. Tôi vẫn nhận nhiều hơn lượng đạm để lên cơ và duy trì nó. Ví dụ, một chén đậu lăng nấu chín hay bánh mì bơ phộng chứa nhiều đạm bằng 85g thịt bò hay 3 quả trứng lớn. Nhưng chất đạm thì sao? Tôi luôn nghe đạm từ thực vật thua kém hơn. Đạm là chuỗi axit amin. Nhiều axit amin cơ thể không thể tạo ra là các axit amin thiết yếu nên ta phải nạp chúng qua thức ăn. Một trong các luận điểm cho việc đạm động vật vượt trội hơn là vì đạm thực vật không đầy đủ nên không thể nhận hết axit amin. Điều đó cũng sai. Tôi bị bất ngờ khi phát hiện mỗi thực vật chứa tất cả axit amin thiết yếu. Với tỷ lệ nói đến tăng sức bền và tổng lượng cơ, nghiên cứu so sánh đạm động vật và thực vật cho thấy miễn là tiêu thụ lượng axit amin thích hợp, nguồn không liên quan. Sức bền và tổng lượng cơ không khác, lý thuyết nghe có vẻ hay, nhưng mọi vận động viên tôi gặp đến giờ đều khá gầy. Nếu nhận đạm từ thực vật không là vấn đề, vậy mấy gã cao to đâu rồi? Nâng tạ Olympic 2016. Kendrick Faris là nam nâng tạ duy nhất đại diện Mỹ ở Olympic 2012 và 2016. Nâng tạ kiểu Olympic là từ đất qua đầu trong một hai nhịp quyết định, những nhịp quyết định nhất có thể làm. Khi chuyện ăn chủ yếu thực vật, người ta kiểu sao nâng nổi nhiều đó tạ? Và anh không ăn bất cứ gì, chỉ ăn cỏ, sao anh khỏe được? Tôi đủ chuẩn vào đội Olympic lần 3, biết đó. Phá 2 lần kỷ lục Mỹ. Tôi thắng đại hội Panam. Tôi kiểu trời, lẽ ra mình nên ăn lâu rồi, sao trước không tìm hiểu? Và Kendrick không cô đơn. Cách 800 cây số tôi tìm ra vận động viên thể lực tên Patrick Babuman. Patrick là một trong những người khỏe nhất hành tinh. Với nhiều kỷ lục thế giới, bao gồm giữ tạ trước, nâng thùng và nâng khúc cây. Sao một người khỏe nhất thế giới, đầy sức mạnh, chỉ ăn thực vật, không thịt, không sữa, không trứng? Patrick Babumian. Tôi đa số luyện tập ở nhà vì thiết thực hơn. Có người hỏi tôi, sao anh có thể khỏe như trâu mà không ăn thịt? Và tôi trả lời là, anh có thấy trâu ăn thịt chưa? Tôi dừng ăn thịt từ năm 2005. Ở thời điểm đó tôi 105kg và giờ tôi 130kg. Và đồng thời tôi xác lập 4 kỷ lục thế giới. Nên khi tôi dừng ăn thịt, tôi khỏe và đô hơn. Rồi tôi đỡ ở dưới. Được, phải. Thật cẩn thận. Lưng anh phải thật thẳng. Nâng lên. Nâng lên. Với 317kg, tôi không thể di chuyển một chút nào. Không nhích. Như kiểu bắt vít xuống đất vậy. Đây chỉ là mức khởi động. Thật khó để biết Patrick thật sự khỏe thế nào. Gần như là siêu nhân. Khi gặp Patrick, anh ấy tập để phá kỷ lục thế giới cho mức tạ nặng nhất con người vác được. Để phá kỷ lục đó, Patrick phải vác 555kg. Trọng tải của một con ngựa đi quãng đường 10m. Vấn đề ở đòn gánh là nếu bạn mất trí vì trọng lượng, khi bước một bước, tất cả trọng lượng dồn vào một chân, đôi khi thấy như xương bạn có thể gãy. Đây có lẽ là một trong những điều tệ nhất ta bị ở các môn thể lực. Bắt đầu.
Khi Nate Diaz bước vào lồng để đối mặt với Conor McGregor, nhà cái Vegas đặt Diaz là kèo dưới thua 4-1. Móc phải chống anh ta. Thêm cú móc trái. Lại nữa với chiêu kết hợp. Diaz cố kết thúc với đòn khóa. Anh ấy làm được, hết. Anh ấy siết, Nate Diaz. Anh ấy làm được, thắng rồi. Nate Diaz đánh bại Conor McGregor. Trời đất ơi. Nate Diaz, anh vừa làm cả thế giới chấn động. Anh cảm thấy sao? Tuyệt, tôi chả ngạc nhiên quái gì. Một viên thuốc đắng khó nuốt. Chỉ đơn giản là trận đấu sức lực và tôi. Anh ấy nhiều sức hơn. 9 ngày trước trận đấu, tôi ăn 2 tảng steak mỗi ngày. Và nó quay lại trả thù tôi. Đây là thất vọng lớn nhất ở lịch sử UFC. Và hóa ra không phải chỉ mỗi Nate, là đấu sĩ ăn chủ yếu thực vật. Tôi ngừng ăn thịt chắc khoảng năm 2012. Tôi lớn lên không biết một nửa các loại rau khác. Tôi mới biết măng tây 5 năm trước. Bạn hiểu không, chỉ là khi còn nhỏ, tôi chưa thấy măng tây là gì. Brian Jennings là đấu sĩ nặng ký nổi tiếng đi đến vòng cuối với Wladimir Klitschko, một đấu sĩ quyền Anh giỏi mọi thời đại. Mấy năm đầu lớn lên ở Philly, bọn tôi chỉ biết rau bina, rau cải xoăn, popier, KFC, ai cũng ăn gà chiên. Đa số mọi người nói, ồ, lấy đâu ra đạm? Như thể ai nấy trong KFC đang nhìn điều sai trái. Kiểu, bao nhiêu đạm? Bạn chả biết. Bạn không biết bạn đang ăn gì đâu. Trước đây tôi chưa từng nghĩ kiểu đó. Trong thức ăn ta còn có gì? Một thí nghiệm giúp trả lời câu hỏi được tiến sĩ Robert Vogel thực hiện. Đồng chủ tịch phân ban của NFL về sức khỏe tim mạch, bạn ăn gì ngay trước khi tập thể thao? Thật sự có thể tác động lớn đến quá trình vận động. Có mối tương quan trực tiếp giữa bữa ăn và chức năng nội mô. Nội mô là màng lót của mạch máu. Nó điều hòa máu lưu thông đi khắp cơ thể. Khi biết một nhóm cơ đặc biệt hoặc cơ quan cần thiết nhiều máu hơn, nó giãn ra, mở rộng. Khi suy yếu, nội mô không mở ra được. Nó không thể cho lượng máu lưu thông quá nhiều. Vì thế, làm suy giảm hiệu quả vận động. Bài kiểm tra là 3 cầu thủ bóng bầu dục từ đội Miami Dolphins. Hậu vệ Michael Thomas và người bắt banh Griff Wallen. Bắt bóng ở vùng cấm địa, Kenny Still. Hôm nay chúng ta sẽ cho họ ăn bữa sáng bánh burrito với nhiều chất đạm. Hai trong số họ sẽ có nguồn chất đạm và chất béo từ động vật. Một người từ thịt bò, một người từ thịt gà. Người thứ ba ăn burrito thực vật có đậu, nên chất đạm và chất béo đến từ nguồn thực vật. Ngày mai ta sẽ cho họ ăn toàn bánh burrito nhân đậu. Ta sẽ xem ăn các bữa khác nhau ảnh hưởng ra sao. Trên cùng một người, đây là thịt bò, cảm ơn, gà đây, và bánh thực vật đây, cảm ơn. Riff ăn chủ yếu thực vật 4 năm rồi, nên sẽ ăn bánh burrito đậu 2 ngày. Khi chơi ở sân khách, bọn tôi sẽ ăn gà chiên, ăn poyer. Tôi yêu gà chiên, tôi yêu poyer. Tôi sẽ ăn poyer mọi lúc. 2 giờ sau mỗi bữa, cầu thủ sẽ bị lấy máu, đặt vào máy ly tâm. Tế bào hồng cầu sẽ chìm xuống. Huyết tương, chất lỏng máu hổ phách sẽ nổi lên. Huyết tương, chất phân tách tế bào hồng cầu, nếu huyết tương trong, nghĩa là máu ít mỡ và nội mô hoạt động tốt. Michel, máu của hôm nay và hôm qua. Đây là bánh burrito thực vật, đây là bánh burrito thịt. Xem phần ăn làm những thứ lưu thông trong máu cậu khác biệt. Đục, đục. Trên cùng là chất béo lưu thông. Trong máu cậu từ bánh burrito thịt. Đã hiểu, đã hiểu. Cậu ăn thuần chay. Đây là máu cậu hôm nay và máu hôm qua. Đẹp và trong cả hai luôn. Vậy chất béo từ bơ không gây ảnh hưởng đó. Đúng vậy. Kenny, cậu nghiện gà chiên.
Muốn thấy gà của cậu chứ, nó đã... Trông nó hơi tởm. Nguồn cung cấp đạm và chất béo động vật có tác động rất lớn đến chức năng nội mô. Kéo dài 6 hoặc 7 tiếng sau khi ăn. Nên nếu ăn sáng thịt, xông khói, trứng, trưa ăn hamburger, tối ăn steak, nó sẽ kéo dài cả ngày, máu lúc nào cũng đục. Khả năng hoạt động hết sức lúc nào cũng yếu. Khỉ thật. Chắc tôi nghỉ ăn gà chiên quá. Nhiều nghiên cứu hỗ trợ thí nghiệm của tiến sĩ Vogel đo lường một bữa ăn động vật suy yếu lưu thông máu thế nào. Tôi cũng tìm ra nhiều nghiên cứu cho thấy thực vật tác động ngược lại, cải thiện chức năng nội mô và tăng lưu thông máu. Nghiên cứu nghiêm túc chỉ ra uống nước củ cải đường trước khi tập cho phép đối tượng đạp xe lâu hơn 20% và nằm đẩy tạ thêm 19% tổng trọng lượng. Tôi thấy nhiều cuộc đua có thời gian tính đến phần nghìn giây. Đôi khi phải làm điều bạn biết đối thủ không làm. Tận dụng từng lợi thế bạn có. Biết tôi có thể có đủ năng lượng và đạm là một chuyện, nhưng nhìn một bữa ăn từ động vật, làm máu họ ra sao là yếu tố quyết định. Đến lúc thử ăn chủ yếu thực vật rồi, nhưng chắc chỉ một bữa không thịt. Hôm nay anh ăn gì? Cho một bánh burrito đậu. Thịt bò hay đậu? Đậu. Vâng, mời anh đến cửa sổ. Cảm ơn, không có gì. Khi ăn thực vật, tôi nghĩ sẽ là sự chuyển đổi dài hơi. Nhưng ngay lập tức tôi thấy có thể chiến hết sức và không cần phục hồi giữa chừng. Đồng đội cực ấn tượng, họ đến ngán vì tôi, kiểu chạy tiếp nào. Phục hồi là yếu tố then chốt cho sự sống còn của vận động viên ưu tú. Bạn kiệt sức rồi lại phục hồi. Và cứ liên tục như thế, vì nếu bạn tập được nhiều hơn, phục hồi nhanh hơn, bạn sẽ là người giỏi hơn. Dossi nói đúng, hồi phục nhanh giữa các lần tập là lợi thế cực lớn cho bất kỳ vận động viên. Nhưng ý tưởng mà đồ ăn có thể là vũ khí bí mật, tôi phải tìm hiểu thêm. Tiến sĩ Scott Stoll, cựu vận động viên Olympic và bác sĩ đội cho tuyển Olympic Mỹ. Tôi làm cùng với vận động viên chuyên nghiệp rất ưa chất đạm. Sự quan trọng của đạm, nhưng đạm bạn nạp vào là nhóm nào, là câu hỏi thú vị hơn. Đạm thực vật và đạm động vật. Nhóm nào giúp cơ thể khắc phục chứng viêm và giúp cơ thể phục hồi? Ở sản phẩm động vật, bạn nhận chất đạm đi kèm các phân tử viêm như Neuphysici, nội độc tố và sắt hem. Khi ta ăn sản phẩm động vật, nó cũng thay đổi các loại vi khuẩn. Vi khuẩn sống trong ruột ta và các loại vi khuẩn sống được chứng minh thúc đẩy viêm quá mức và bắt đầu sản sinh chất trung gian gây viêm như TMAQ. Nghiên cứu cho thấy một cái hamburger làm giảm lưu thông máu cũng chỉ ra nó có thể làm tăng các chỉ số viêm lên 70%. Trong động mạch, viêm làm giảm lưu thông máu. Ở cơ và khớp, viêm có thể gây tăng đau khớp và gây lợi. Ở đạm thực vật, bạn sẽ hấp thụ đạm kết hợp với chất chống oxy hóa. Hóa chất thực vật, chất khoáng và vitamin sẽ làm giảm viêm, tối ưu hóa quần thể vi khuẩn cung cấp máu và tối ưu hóa hiệu suất cơ thể. Chất oxy hóa tiến sĩ Stone nói đến có gần như hoàn toàn trong thực vật. Thực vật trung bình có gấp 64 lần chất oxy hóa trong thực phẩm động vật. Ngay cả rau xà lách cũng có nhiều chất oxy hóa hơn cả cá hồi hay trứng. Vì thế, đổi sang ăn chủ yếu thực vật có thể giúp giảm chỉ số viêm xuống 29 lần chỉ trong 3 tuần. Tôi từng xém giải nghệ, lẽ ra nên thế, vì lúc đó tôi 35 tuổi rồi. Nhưng tôi cứ khỏe hơn và họ phải đưa tôi đi thi Olympic. Chúng tôi là đội Mỹ thuộc nhóm kèo dưới ở vòng bán kết với đội Úc. Chúng tôi bị kém 1,7 giây. Không quay lại thi đối kháng khi thua xa vậy. Và bọn tôi thắng họ ở vạch đích với 8% giây. Tôi 39 tuổi rưỡi.
Khi đứng trên bục Olympic, tôi vẫn là người lớn nhất, kể cả nam hay nữ. Còn tham gia thế vận hội ở bộ môn của mình, chế độ ăn của tôi là phần tác động mạnh nhất. Với tôi, để có thể thi đấu với cống hiến cho đội tuyển Mỹ ở thế vận hội, tất cả họ và câu chuyện của họ đều ấn tượng. Nhưng mục tiêu từ đầu của tôi là phục hồi chấn thương thực sự, như tổn thương đầu gối của tôi. Anh ta ngã ở vạch khởi đầu. Trong tay của Derrick Morgan đi hành trình tương tự. Ở giải NFL, mức độ chấn thương là 100%, đó là trận đấu bạo lực. Anh ấy va chạm mạnh và ngã xuống. Cách bạn phản ứng với chấn thương và phục hồi nhanh như thế nào rất quan trọng, vì nếu không ra sân, bạn không thể giúp đội. Tôi đọc nghiên cứu và thấy ăn chủ yếu thực vật có thể có lợi đặc biệt để phục hồi. Tôi bắt đầu ăn kết hợp và bắt đầu thấy kết quả rất tốt. Tôi hồi phục tốt hơn, tôi không còn đau. Tôi bớt sưng hơn rất nhiều. Về cơ bản, để xác nhận cảm giác của tôi đi thử máu. 6 tháng sau khi ăn theo chế độ, mọi chỉ số đều xuống. Huyết áp, cholesterol của tôi, nhưng điều chính tôi chú ý, chỉ số viêm trong máu và chỉ số của tôi gần như mất hút, không còn nữa. Chế độ ăn thực vật toàn phần tối ưu sự phát triển mạch máu vào các mô hỏng. Nó sẽ sản sinh tế bào mới trong gân và cơ bắp, kích thích hệ thống miễn dịch để chống lại nhiễm trùng. Nên đa phần ở mọi cấp độ, ăn đúng loại thức ăn sẽ đẩy nhanh quá trình điều trị. 6 tuần thí nghiệm ăn chủ yếu thực vật, tôi đến phòng tập xem có thấy khác biệt không. Chưa thể luyện quyền anh hay đấu vật, nên quyết định tập đập dây. Ở phòng tập, đập dây được 10 phút, tên bạn lên tường. Chỉ vài người trụ được 20 phút. Dù ở lúc thể chất cao nhất, giỏi nhất là tôi được 8 phút. James tiếp tục, nhưng hôm nay tôi đạt 10 phút dễ dàng. Sau đó đạt tới 20, 30. Anh tập được 45 phút. Tôi nghĩ, thánh thần ơi, tôi sẽ tập 1 giờ. Sau khi qua mốc 1 giờ tầm 9 phút và nghỉ, rồi sẽ ăn theo chế độ đó. Không tin anh làm được vậy. Điều duy nhất tôi thay đổi là chế độ ăn. Còn tập tiếp được. Vậy là vượt kỷ lục nhỉ? Ừ, tận 1 tiếng. Khi tôi lớn lên, người mạnh mẽ nhất trên đời với tôi là bố. Ông dạy tôi giá trị của tự vệ, luôn ở bên giúp khi tôi gặp rắc rối. Nhưng giờ, ông lại là người cần giúp. Ông bị đau tim sao? Đúng vậy. Ông có nhiều triệu chứng trước vụ này không? Chưa từng, lần đầu. Sau khi bố tôi ra viện, sau ca phẫu thuật tim khẩn cấp, bọn tôi gọi Skype với tiến sĩ Karel Elsetin, nhà nghiên cứu bệnh tim nổi tiếng thế giới từ phòng khám Cleveland. Ừ, tôi nghĩ rất khỏe. Nên có hơi ngạc nhiên. Chà, không ngạc nhiên. Ở nền văn minh phương Tây, phổ biến nhất là bệnh tim động mạch vành. Và đó là vì thức ăn đa số họ ăn mỗi ngày. Ông có nhớ được họ đặt ống nong vào động mạch nào? Ở trước bên trái đi xuống hay mạch vành phải, sau khi thấy một bữa ăn từ động vật có thể ảnh hưởng vận động viên khỏe ra sao? Không thể không tự hỏi mấy loại thức ăn đó gây ra quái gì cho tim của bố tôi. Mọi nghiên cứu cùng chỉ ra một điều. Các cơ chế sinh học giống nhau ảnh hưởng hiệu suất lẫn sức khỏe. Viêm mãn tính, mất cân bằng oxy hóa và chức năng nội mô khi ăn sản phẩm động vật. Cơ thể bắt đầu tạo mảng bám ở động mạch vành. Hình thành mảng bám ở động mạch không chỉ hạn chế chức năng động mạch. Nó cũng có thể ngăn lưu thông máu. Và đó là khi tim bắt đầu có vấn đề thật sự. Khi theo kịp nhu cầu của cơ thể, về bệnh tim đôi khi có sự nhầm lẫn. Người ta nghĩ, chà, không ăn thịt đỏ không sao. Ta biết nó phức tạp hơn thế. Không chỉ là thịt đỏ, không chỉ là chất béo. Gần 50 năm qua, ta nghe nói nguyên nhân chính của bệnh tim là chất béo no và cholesterol. Thịt nạc hơn, sản phẩm từ sữa ít béo và lòng trắng trứng là giải pháp.
Nghiên cứu giờ chỉ ra hợp chất gây viêm khác từ thực phẩm động vật, các thứ làm suy giảm khả năng bình phục của vận động viên cũng đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển bệnh tim. Ta sẽ sống khỏe hơn nhiều chỉ với loại bỏ sản phẩm từ động vật. Và có nhiều lý do sinh hóa để làm vậy. Sắt hem là một ví dụ. Sắt hem từ nguồn động vật đúng không? Đa phần ta nghĩ đến thịt đỏ. Mặc dù da cầm và cá đều có. Làm phân tích tổng hợp, xem xét qua hơn 6 nghiên cứu chế độ ăn uống tương lai ở hơn 130.000 bệnh nhân. Và họ đưa ra kết luận 1mg sắt hem mỗi ngày dẫn đến 27% nguy cơ tăng bệnh tim mạch vành. Nói cho rõ, một bánh hamburger trung bình có tầm 2-3mg. Không chỉ sắt từ thực phẩm động vật có thể gây vấn đề, thật ra là chính bản thân đạm động vật. Không chỉ thịt đỏ, không chỉ thịt gà, trứng và sữa, là việc ăn bất cứ đạm động vật nào. Ngay tại lúc đó, một quá trình bắt đầu ở cấp hóa học bên trong cơ thể. Khi đạm trong thực phẩm động vật được nấu lên, được bảo quản hoặc thậm chí được vi khuẩn ruột tiêu hóa, các hợp chất gây viêm nặng hình thành ăn mòn hệ thống tim mạch ta. Điều này giúp giải thích sao người ăn toàn đạm từ thực vật giảm 55% nguy cơ mắc bệnh tim. Và cũng giải thích tại sao chế độ duy nhất được cho là thật sự đẩy lùi bệnh tim là chế độ chủ yếu thực vật. Ta biết được trong tháng đầu tiên, lưu thông máu cải thiện và tim bơm máu bình thường hơn. Sau một năm, động mạch vành nghẽn nặng cũng ít nghẽn hơn đáng kể. Và còn cải thiện sau 5 năm, một nhóm đối chứng ngẫu nhiên làm theo lời bác sĩ chỉ dẫn lúc đó. Ít thịt đỏ, nhiều cá và gà hơn, không tập thể dục và cứ thế, động mạch họ nghẽn sau nhiều năm và còn nhiều hơn sau 5 năm. Khi mọi điều có vẻ hứa hẹn, bố tôi không chỉ cần khỏe lại, ông cần khỏe lại nhanh. Ống nong trong tim ông chỉ là giải pháp tạm thời. Ông có thể lại đau tim bất cứ lúc nào. Tôi thấy hy vọng tại trạm cứu hỏa ở Brooklyn, nơi con tiến sĩ Elstein Rip, cựu lính cứu hỏa ba môn phối hợp chuyên nghiệp, giới thiệu chương trình mới cho những anh hùng của New York. Bệnh đứng đầu giết lính cứu hỏa khi làm nhiệm vụ. Đau tim. 67% lính cứu hỏa qua đời khi làm nhiệm vụ vì đau tim. Nên ngay đây, ta gọi đây là động mạch khỏe mạnh. Máu có thể đi qua lỗ hổng khổng lồ ngay đây. Và đây là điều xảy ra sau nhiều thập kỷ ăn với chế độ sữa và thịt. Đây, nếu mọi người liên tục ăn thế này, tôi muốn gọi mọi người làm thử thách giải cứu 7 ngày. Tôi đã mua cho mọi người thực phẩm chủ yếu thực vật. Tôi muốn mọi người cho mình cơ hội xem hóa sinh nội tại của mọi người làm gì trong 7 ngày. Biết cholesterol tôi tăng, chỉ số LDL của tôi luôn cao, cùng việc tôi làm cỡ 10 năm trước. Dễ dàng, giờ lại khó khăn. Dù tập thể dục cả tuần, chơi thể thao, cholesterol vẫn cao và tăng lên tầm 10-15 điểm mỗi năm trong 5 hay 6 năm qua. Vài bữa rau trộn một tuần chả hạ được, tôi có 2 con, nên mong tôi thấy khỏe, nhiều năng lượng hơn. Sống thêm vài năm. Đến xem có thể bảo bố tôi cũng thay đổi chế độ ăn nhanh nhất có thể không. Con đề nghị gì? Cùng đi chợ nhé. Cà chua, dưa leo. Ta có đậu gà, việt quất, nhưng bố tôi hơi cố chấp. Giờ đậu nành và đủ rồi chắc thế, nên chả hy vọng mấy. Ta sẽ uống trà. Tôi đến thị trấn Menton Mowbray, ở Anh gọi là thủ phủ nông thôn thực phẩm, là quê hương của phô mai Sinton, bánh thịt lợn Menton Mowbray nổi tiếng. Chợ gia cầm. Tốc độ thay đổi ở đây rất chậm. Bấm 20, bấm 22, bấm 25, bố tôi như phần lớn chúng tôi là tạo phẩm của nơi ông lớn lên. Không nghĩ nổi cả đời chỉ làm mỗi việc như bố tôi. Chịu thay đổi lớn vậy. Trên cao kia cái đó thêm 20 bảng, cho 50 bảng cả mớ. Cho đến khi tôi về nhà và đi tập lại. Anh đẩy tôi làm thế này.
Tôi có nhiều năm tập với Louis Smith. Anh ấy từng là hậu vệ cánh đội NFL có đai đen võ Jiu-Jitsu, luyện sức mạnh, thể chất cho tôi. Vậy đó, đúng, nhanh tay hơn. Tôi kể Lou nghiên cứu tôi đang làm và chuyện với bố tôi. Và anh ấy chưa từng đề cập và nói: tôi ăn chủ yếu thực vật gần 10 năm rồi. Rồi xoay. Lou 60 tuổi, không cách tuổi bố tôi là bao. Đa số người ở tuổi tôi không theo kịp cháu họ, còn cháu tôi không theo kịp tôi. Khi đổi chế độ ăn động vật sang thực vật, huyết áp tôi giảm, kiểu 110/70. Nhịp tim đôi khi dưới 50, tầm 48-47. Tôi tập trung hơn, thoải mái hơn, và để ý thấy có nhiều năng lượng hơn nhờ ăn chủ yếu thực vật. Nào nào mọi người, nhanh nào. Người ở độ tuổi 20 họ đến đây, bọn tôi tập. Tôi duy trì bài tập dễ hơn họ nhiều. Ta có thể dẫn đến đây và làm 800, nghe cho kỹ nhé. 800 lần vung và nâng tạ ấm trong một lần tập. Họ không làm được. Không đùa đâu. Họ không làm được, nói thật. Họ chả vung nổi. Có người khác tầm tuổi bố tôi đã thực hiện cú thay đổi lớn. Tôi từng ăn nhiều thịt. Tôi ăn 10-15 trứng mỗi ngày. Và tôi nạp 250g chất đạm mỗi ngày. Vì tôi nạp 113. Arnold Schwarzenegger độc nhất. Nhưng khi lớn dần và bắt đầu tìm hiểu về nó, tôi nhận ra bạn không nhất thiết nạp đạm thiếu thịt hay động vật đúng phần nào đó. Nên chúng tôi bắt đầu thiên về kiểu chế độ ăn chay. Với cách ăn đúng cách, các gia vị phù hợp, đột nhiên tôi thích ăn chay hơn ăn thịt nhiều. Biết đó, cholesterol giảm xuống khoảng 109. Đó là mức thấp nhất tôi từng có trong đời. Ở tuổi sắp 69, thứ ta ăn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và thể trạng về mọi. Người ăn chế độ có đạm động vật cao có nguy cơ tăng 75% tử vong sớm do mọi nguyên nhân, và tăng 4-5% nguy cơ tử vong vì các dạng ung thư, tuyến tiền liệt, ngực, ruột kết, tiểu đường loại 2, axit amin từ nguồn động vật. Có xu hướng làm tế bào tích cực và nhân lên nhanh hơn. Ví dụ, có nhiều bằng chứng rằng tiêu thụ nhiều đạm từ nguồn sữa liên quan nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. Chuỗi nguyên nhân ung thư thật ra có vẻ khá rõ ràng. Ung thư cũng liên quan đến các thức ăn động vật khác. Nghiên cứu được Viện Ung thư Quốc gia tài trợ, thấy người ăn chay ăn thêm một hay nhiều phần thịt trắng như gà hay cá mỗi tuần tăng hơn gấp 3 nguy cơ ung thư ruột kết. Vậy nó không là một bộ hướng dẫn ăn uống để cải thiện thành tích thể thao. Bộ khác để đẩy lùi bệnh tim, bộ khác thì tiểu đường, bộ khác thì ung thư tuyến tiền liệt, như nhau cho tất cả. Khoa học dinh dưỡng này đột phá thế nào? Tôi thấy nó rồi dám không kém. Làm sao thịt gây hại ta vậy? Nếu đó là thứ tổ tiên ta được cho là đã ăn. Khi nghĩ về người xưa ăn gì, ta thường hình dung đến thịt. Nhưng thực vật vẫn quan trọng hơn. So với ghi chép khảo cổ công nhận, thực phẩm mà bạn có thể dựa vào dù ở đâu là thực phẩm thực vật. Hiểu biết phổ biến về người xưa ăn gì có từ thập niên 1930 đến 1940, khi có vài phát hiện đáng kinh ngạc về tổ tiên xưa. Xương động vật, công cụ trông rất giống chúng được sử dụng mổ và xẻ thịt những động vật đó. Từ rất sớm, ta có khái niệm thịt có vai trò lớn hơn, không cân xứng ở chế độ ăn của tổ tiên hơn bản chất của nó. Sự thiên vị ở ghi chép khảo cổ đối với việc bảo tồn đá và xương hơn những vật như cây cối đã dẫn đến quan điểm sai lệch. Nếu ta nhìn vào thời gian sâu, xương và công cụ đá duy trì rất tốt, nhưng thực vật phân hủy rất nhanh. Điều thú vị là trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi dần nhận ra hóa thạch thực vật siêu nhỏ bảo tồn khá tốt, nên đang đi xem lại vài địa điểm đồ đá trước đây và tìm được nhiều bằng chứng của thực vật. Công nghệ tiên tiến như mấy thứ dùng để phân tích xương đấu sĩ cho phép nhà khoa học xem kỹ hơn các công cụ xương và răng của người xưa.
dẫn đến phát hiện ra người xưa chủ yếu ăn thực vật. Lý do cho việc này thật ra khá đơn giản, con người không có trùng khớp di truyền. Giải phẫu hay sinh lý chuyên biệt với việc ăn thịt. Ngược lại, ta có nhiều trùng khớp với việc ăn thực vật. Ta có đường tiêu hóa dài hơn loài ăn thịt, và nó cho phép con người tiêu hóa thực vật và chất xơ. Việc đòi hỏi thời gian tiêu hóa lâu hơn, ta cũng thiếu khả năng tự sản xuất vitamin C. Vitamin C tìm thấy ở thực vật, nên sự thật là ta không thể tự tạo, cho thấy ta phụ thuộc thế nào vào thực vật. Thế nên ta có tầm nhìn ba màu, rất khác với loài ăn thịt. Chúng có tầm nhìn hai màu. Ta thấy được nhiều màu hơn và điều này rất quan trọng. Đặc biệt nếu bạn cần tìm trái cây chín, tươi. Ta có bộ não khao khát glucose. Ý là một cơ quan quá phức tạp, chỉ thứ này thật sự tiêu tốn năng lượng. Thịt không phải là nguồn glucose tốt. Để nuôi bộ não to thế, bạn cần ăn thứ gì đó khác, và cách hiệu quả nhất để có glucose là ta ăn carbon hydrate. Nhưng còn răng chúng ta, chả phải răng chứng minh ta vốn ăn thịt. Ở linh trưởng, bạn chắc nghĩ răng liên quan chế độ ăn thịt, nhưng không. Ở khỉ đột, khi con đực muốn đe dọa con đực khác, chúng sẽ khè chiều dài răng nanh ghê gớm. Mặt khác, thú ăn thịt có răng dễ phân biệt, và chúng sắc như lưỡi kéo. Chúng đơn giản là xé thịt và nuốt. So sánh với răng người, vuông và đỉnh thấp, dùng để nghiền mô thực vật cứng. Răng trong miệng bạn là bằng chứng tốt nhất ta có cho chế độ ăn có thể không có thịt. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của tổ tiên, thứ tốt nhất bạn có thể được trang bị lại không phải ngọn giáo sắc. Thứ quan trọng nhất được trang bị là kiến thức về cây nào bạn ăn được. Đột nhiên, mọi lý do chế độ ăn chủ yếu thịt không tốt cho ta vì cấu tạo cơ thể không hợp, đơn giản là nhiên liệu sai. Thứ duy nhất không phù hợp là B12. Vitamin quan trọng mọi người luôn dặn tôi chỉ có từ thực phẩm động vật. Hóa ra động vật không hề tạo ra B12. Nó được tạo ra bởi vi khuẩn mà động vật ăn trong đất và nước. Giống như đạm, động vật chỉ là vật trung gian. Trước canh tác nông nghiệp, động vật chăn nuôi và con người có B12 nhờ ăn vết bẩn ở đồ ăn thực vật hoặc nhờ uống nước từ sông hay suối. Nhưng giờ, vì thuốc trừ sâu, kháng sinh và chất clo giết vi khuẩn tạo ra vitamin này, ngay cả động vật chăn nuôi cũng được bổ sung B12. Đến 39% người được thử nghiệm, bao gồm người ăn thịt, vẫn có chỉ số B12 thấp. Suy ra, cách duy nhất để con người có đủ B12, dù họ ăn thực phẩm động vật không, chỉ đơn giản là uống bổ sung. Khi biết tin Scott, một tháng tròn với cung đường 3.540 km, anh ấy chậm hơn tốc độ kỷ lục khá xa. Chưa đầy một tuần hành trình, tôi bị rách cơ bốn đầu. Tôi bắt đầu nghĩ, rồi mình sẽ làm sao vượt qua việc này? Đâu được nghỉ khi lập kỷ lục ở dãy Appalachian. Lên đường, tôi cần hồi phục khi vẫn phải đẩy mình tới cực hạn. Leo dốc ngày tiếp theo và ngày tiếp nữa, và cứ lặp lại như thế. Tôi phải tin sự luyện tập của tôi và tin chế độ dinh dưỡng giúp tôi dậy mỗi sáng. Lúc 4:30 và chạy thêm 80 km. Chỉ còn lại 12 ngày để phá kỷ lục. Scott vẫn còn lại 800 km. Đang có trận mưa kỷ lục ở Vermont khi tôi đến, và không có cách nào tôi chuẩn bị nổi cho nó. Tôi đang cố đi nhanh hơn để bù lại lúc bị thương, cố về đúng lại tốc độ kỷ lục, ngủ 2-3 tiếng hoặc ít hơn, liên tục ngày đêm, vượt vài cung đường xa nhất. Tôi đi một mạch 26 tiếng. Nhưng dãy Appalachia liên tục quăng thêm núi vào bạn, chưa bao giờ hết núi. Và khi tôi thật sự đến New Hampshire, dãy núi trắng đúng là đánh gục tôi. Còn lại hơn 2 tuần, Patrick tập tiếp cho kỷ lục thế giới, gánh nhiều tạ nhất trong lịch sử.
Tôi bắt đầu nâng tạ từ năm 14 tuổi. Và lúc đó tôi hơi yếu và nhỏ con. Và tôi muốn làm người hùng, ra tay giúp đỡ nếu có chuyện. Đây là bố mẹ tôi. Lúc tôi 4 tuổi, bố mẹ và em gái tôi. Lúc đó 6 tháng tuổi, họ bị tai nạn xe. Và chỉ mẹ tôi sống sau tai nạn. Nên hồi nhỏ, tôi tưởng tượng trở nên siêu mạnh và nếu ai đó mắc kẹt, có thể giúp họ thoát ra. Với ai xem ngày hôm đó, Patrick không chỉ nghiền nát xe, mà là giai thoại họ được nghe kể cả đời. Stick, con người ăn thứ đó. Làm từ thứ họ cần, ăn cho mạnh vào. Không ai liên quan đến món đó hơn tôi, vì tôi sống trong thế giới đó. Stick là cho đàn ông. Ăn thịt, thịt, họ chiếu các quảng cáo bánh George Foreman bên máy nướng. Miếng bánh kẹp lớn và mọi thứ. Ăn như đàn ông và no như đàn ông. Ngành công nghiệp thịt tiếp thị quá tuyệt. Thực phẩm chuẩn đàn ông. Bán ý tưởng cho đàn ông đích thực là ăn thịt. Bạn sẽ trông đàn ông hơn khi cầm bánh 113 gram. Bạn phải hiểu, đó là tiếp thị. Nó không dựa trên thực tế. Sẽ dẫn cậu đến phòng kiểm tra. Nghĩ về đàn ông nam tính. Nghĩ đến ai đó có sức mạnh, sức bền, kỹ năng tình dục và khả năng sinh sản. Thật ra điều nghiên cứu khoa học chỉ ra là đàn ông càng ăn nhiều thịt, họ càng nhanh mất đi sự nam tính. Thử máu với đội Miami Dolphins đo một bữa ăn có thể ảnh hưởng sao đến lưu thông máu toàn cơ thể. Tôi hỏi tiến sĩ Speed liệu có thể làm thí nghiệm với 3 vận động viên đại học, nhưng lần này phần cụ thể hơn của giải phẫu nam. Vậy mô hình dương vật. Tiến sĩ Speed là đại biểu đầu khoa tiết niệu của Hiệp hội Y khoa Mỹ. Nhắc đến dương vật, ông thật sự đã viết thành sách. Giờ các cậu sẽ tự đặt thiết bị vào. Vòng này vào cuối dương vật. Và vòng kia vào đỉnh dương vật. Ngay dưới phần đầu, nó biết siết chặt sao để biết khi nào bắt đầu cương. Vì khi siết, nó sẽ xác định ồ, giờ đạt chu vi to hơn rồi, sắp đến rồi. Điều ta xem xét là bữa ăn các cậu ăn có ảnh hưởng gì tới việc cương lên tối đó. Và các cậu sẽ ăn 2 loại bữa ăn. Với nghiên cứu này, tối đầu tiên ta cho họ ăn bánh burrito nhân thịt. Bò, gà, heo. Nhưng thịt chất lượng rất cao, nuôi bằng cỏ, hữu cơ. Tối thứ hai, ta cho họ ăn bánh burrito tương tự, nhưng ta đổi các phần động vật thành đạm thực vật, ngon thật. Tôi tưởng nó sẽ gớm, nói thật luôn. Không nghĩ ăn bánh burrito tưởng rau trộn. Nghiên cứu này sẽ lợi dụng chức năng tự nhiên xảy ra ở đàn ông khi họ ngủ. Cơ thể nam cương cứng xuyên đêm khi đối tượng ngủ. Khi cương cứng xảy ra, thiết bị này cảm nhận được và tạo ra bản in về sự cương ổn định thế nào, kéo dài bao lâu và có bao nhiêu lần, để xem liệu ta có thể thấy tác động vật lý lên trạng thái cương vì món họ ăn tối. Giờ ta xem kết quả nhé. Mason sẽ đưa cậu kết quả trước. Vâng, để cậu mở ra. Được rồi, vâng. Chu vi càng to càng khó cương. Nên cậu sẽ vòng đầu tiên là bữa ăn thịt. Cái vòng không to, không khó cương cứng. Như vòng thứ hai, bữa ăn thuần chay. Giờ xem tờ thứ hai. Tờ thứ hai là trời ơi, tổng hợp cậu cương bao nhiêu lần và bao lâu suốt đêm. Đồ thị ngắn đầu tiên đâu phải kích cỡ,
Dương vật, chết khổ quá, không phải kích cỡ dương vật. Là cậu cương bao nhiêu phút? Suốt cả đêm, wow. Blake xem kết quả của cậu, ôi không. Rồi, bình tĩnh, sẵn sàng. Lần nữa. Như Mason, cậu cương hơn. Sau khi ăn chủ yếu thực vật so với động vật. Rồi, số lần cương thế nào? Ôi, wow, thịt, thực vật. Khác biệt gần 500%. Trời ơi, điên thật. Blake, sẵn sàng chưa? Cho tôi hồ sơ, rồi đây. Cậu thay đổi tầm 13%. Độ cứng khi cương. Nào, cùng xem. Cậu cương bao nhiêu lần và bao lâu? Mở đi thằng quỷ. Ừ, đừng cố giấu. Oh. Một tiếng đó mấy đứa. Vậy các cậu đều có phản ứng rất tương tự với bữa ăn thịt so với bữa ăn thực vật. Điền thật. Vâng, hiểu rồi. Nếu thấy gã to con ở nhà hàng ăn steak to bự và kiểu cần giống vậy, rồi thấy một gã gọi rau trộn, tôi kiểu eo là nhí, kiểu gã đó làm gì vậy, eo là ghê. Nhưng đến cuối đêm chắc gã ăn steak mới eo là và gã kia mới cứng. Nên nếu hẹn hò lễ tình nhân, các cậu sẽ dẫn đi đâu? Tới Veggie Green. Veggie Green đang nghĩ đây không phải nghiên cứu được xác nhận khoa học, nhưng kết quả ta thấy rất thú vị. Nghĩ điều này sẽ cảnh tỉnh rất nhiều người. Nghĩ sẽ cảnh tỉnh ai có dương vật và sẽ cảnh tỉnh người thích người có dương vật. Dù thảo luận về việc cương thú vị, nó cũng làm tôi lo về hormone, đặc biệt là hormone nam. Cả đời tôi chưa từng ăn miếng thịt nào và không có vấn đề về hormone nam. Tôi đã kiểm tra máu và mọi chỉ số đều chuẩn đâu ra đó, và rõ ràng tôi chả có vấn đề với việc lên cơn. Các nghiên cứu so sánh đàn ông ăn thịt với đàn ông không ăn trước sau đều chứng minh không khác biệt ở chỉ số hormone nam. Tôi thấy thật khó tin vì chế độ này thường có đậu nành. Mà tôi nghe nói rằng hormone nữ. Tôi đăng nhiều món ăn và nếu có bất cứ sản phẩm đậu nành nào, trong 100 bình luận sẽ có 20-30 bình luận nói: này, nghe nói đậu nành tăng hormone nữ. Không phải thế. Đậu nành hóa ra chứa phytoestrogen, các hợp chất giống hormone nữ, nhưng thật ra có tác dụng ngược, chặn vài thụ quan hormone nữ của cơ thể và ngăn giữ lại các nguồn hormone nữ trong chế độ ăn. Thực phẩm chứa hormone nữ thật là thực phẩm động vật như gà, trứng và các món từ sữa. Các món có thể tác động đáng kể lên chỉ số hormone. Chỉ uống sữa bò có thể tăng hormone nữ ở nam lên 26% chỉ trong 1 giờ, trong khi giảm hormone nam xuống 18%. Hormone khác liên quan mật thiết tới chế độ ăn là cortisol, hormone căng thẳng liên quan đến giảm lượng cơ và tăng mỡ cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra người thay thực phẩm động vật với thực vật carbon hydrate cao, mức cortisol giảm trung bình xuống 27%. Tôi luôn nghe thế này: bạn không gầy, không lên múi được đâu, người ăn chay vì nhiều carbon hydrate. Và tôi đứng đây với thể hình tốt nhất, dễ dàng. Nghe nói carb đã qua chế biến như bột và đường có thể làm tăng cân, nhưng tôi không biết là carb chưa chế biến như yến mạch, chuối và khoai lang liên quan đến giảm lượng mỡ cơ thể. Thử nghiệm tập tạ 8 tuần cũng phát hiện ai tiêu thụ lượng carb bình thường tăng 1,3 cân khối lượng cơ, trong khi người thuộc nhóm carb thấp lại mất cơ. Chế độ ăn thể hình điển hình là rất ít carb, nên ai không ăn carb trong 2 tuần là họ đi như xác sống. Tôi ở hậu trường ăn mọi carb tôi muốn. Họ kiểu: sao giờ anh ăn mà nhìn múi nào ra múi đó. Trở lại Nashville, Derek giới thiệu tôi với vợ anh ấy, Charity, đầu bếp chuyên nghiệp, người thúc đẩy sự thay đổi lớn. Chào, hân hạnh. Khi bắt đầu nấu thiên thực vật, ăn tối món gì thì tôi sẽ nấu nhiều và gửi đến phòng tập để Derek ăn trưa.
Vì tôi biết anh ấy chỉ có lựa chọn là rau trộn ăn kèm. Bạn thấy Derek đó, nghĩ rau trộn làm anh ấy no không? Ừ, tôi thích ăn. Lúc đầu tôi kiểu, tôi phải định tâm lại để nói tôi mặc kệ mùi vị. Chẳng phải hy sinh gì. Cô ấy vẫn cứ nấu mì ống pho mát và cánh gà, chủ yếu thực vật. Chỉ cần tình yêu với món ăn và thay đổi thành phần tốt hơn. Và tôi mang đến nhà ăn và gọi đồng đội đến. Họ mỉa mai và nói đùa. Vào cuối ngày, lý do tôi làm vậy là trở thành cầu thủ giỏi hơn. Điều này chắc chắn sẽ giúp đội. Các cầu thủ bắt đầu nhìn quanh. Thấy thơm đó. Họ kiểu, gửi Derek thì gửi tôi luôn. Và tôi nói, ừ, tốt. Bắt đầu với 5 người. Và giờ giữa mùa giải, 13 cầu thủ. Tôi không hề định bán luôn. Nhưng 15 năm qua, bọn tôi chưa từng tranh vé vớt. Nên tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp đội. Đến rồi, cô khỏe không? Ổn không? Mong các anh đói. Chắc chắn rồi. Chủ nhật tuyệt vời. Sau trận đấu, tôi và đồng đội luôn mong đến giờ ăn. Hậu vệ góc Ty Smith, khỏe chứ? Ừ, còn anh? Mang bụng đói đến hả? Ừ. Có thời gian vui vẻ ở nhà bếp. Richard Martin, bánh kẹp thịt chay. Nướng lên thơm và vị như thịt bò. Đang là mì ống pho mát nấm chip. Cánh gà rán sốt cay. Cải xoăn trộn mầm Brussels giòn và sốt đặc sông khói. Tráng miệng với bánh phô mai bơ phộng. Tuyệt tuyệt. Cảm ơn em, cảm ơn. Cảm ơn em. Vậy mọi người ăn theo thực đơn Clarity làm. Trước đó quan điểm sao? Thật ra tôi nói xấu các anh suốt vài tuần. Có nghĩ cần thịt để khỏe, lực lưỡng? Ừ, chính xác nghĩ vậy. Tôi nói anh ấy thanh xuân tôi là lừa dối. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ nhớ thịt. Mà nói thật, chả nghĩ đến nó nữa. Thấy năng lượng khỏe hơn. Tuyệt hết sức. Còn vị thì sao? Rất ngon. Bữa ăn lúc nào nhìn cũng ngon. Tôi đứng ở phòng thay đồ nhìn món họ ăn. Nên tôi ăn thử. Nói thật, thấy khác hẳn. Tôi có thể tập đều đặn. Bắt cú 7 điểm đầu tiên sau khi đổi. Phải. Sáu tháng ăn chế độ mới, sức mạnh, bền và mức hồi phục của tôi tốt hơn bao giờ hết. Sức khỏe bố tôi tốt lên. Ngay cả vợ con tôi ủng hộ. Nhưng tôi cũng bực. Sao không ai biết điều này? Sau đó tôi nhớ đến ông tôi. Ông chết vì suy tim ở tuổi 63, sau hơn 40 năm hút thuốc. Là lính nhảy dù ở Thế chiến 2, ông bị dụ hút thuốc. Suốt thời những người trẻ như ông được nhồi nhét ý tưởng hút thuốc thật ra tốt cho bạn. Bà Beirut, thần tượng của để bán ý tưởng, công nghiệp thuốc lá tìm đến vận động viên, biểu tượng tột bậc của cân đối khỏe mạnh. Sau một trận, Cavulio của đội Dodgers tìm một điếu thuốc vị nhẹ, dĩ nhiên là Camel. Nhưng thời gian đó, bà Beirut chết vì ung thư cuống họng ở tuổi 50. Bằng chứng khoa học bắt đầu dồn dập. Nên cần chiến lược tiếp thị mới. Dựa theo khảo sát toàn quốc này, nhiều bác sĩ hút Camel hơn bất kỳ người hút thuốc lá nào. Nhiều năm, công nghiệp hút thuốc lá nói thuốc lá của họ không gây ung thư. Họ công khai các nhà nghiên cứu được thuê của họ để đưa ra nhiều công bố gây nhiễu loạn vấn đề. Dù nỗ lực, Marlboro gửi đến bạn quảng cáo thuốc lá bị cấm khi phát sóng chương trình thể thao. Vừa đúng lúc cho một ngành lớn khác thế chỗ và chơi lại trò cũ. Túi có gì? Big Mac. Thắng thì được. Với thế hệ vận động viên mới, gồm cả tôi. Nhưng không lâu sau, bằng chứng phản đối thực phẩm động vật bắt đầu ồ ạt tới. Giờ công nghiệp thực phẩm đang dùng bộ hướng dẫn đó. Cô ấy đến từ Hiệp hội Thịt bò Quốc gia Cashman. Họ thuê người gọi là chuyên gia. Đầu tiên tôi là chuyên gia nhà khoa học dinh dưỡng có bằng và là mẹ. Để gây ra nhiễu loạn vừa đủ. Cô nói thịt đã chế biến, theo cô là không gây ung thư. Tôi không nghĩ nó là một mối liên hệ đầy đủ. Và họ khiến nó có vẻ như
Có nghi vấn về điều ta nói, đây không phải liên kết nhân quả giữa thịt đỏ và thịt đã chế biến và loại ung thư nào. Nhưng cô khuyến khích giảm ăn thịt. Không, không hề. Thế quái nào người xem thấy hợp lý với điều này, với các bằng chứng khoa học ồ ạt về thực phẩm động vật, với các bệnh chết người phổ biến. Tôi biết các ngành công nghiệp thịt, sản phẩm từ sữa và trứng cũng phản ứng ngầm, tài trợ các nghiên cứu chống chứng cứ trong lúc tẩy trắng họ bằng bài báo đẹp. Một trong những tay được trả làm nghiên cứu là tổ chức Exponent, công ty có nghiên cứu được công nghiệp thuốc lá dùng để bác bỏ liên quan giữa hút thuốc thụ động và ung thư. Suốt hơn 50 năm, Exponent đã tạo ra các nghiên cứu thách thức rủi ro sức khỏe của mọi thứ, từ amiang, thạch tín, thủy ngân đến thực phẩm thực vật. Công thức đó phù hợp hoàn hảo cho người bán thức ăn, phù hợp hoàn hảo cho người bán thuốc để điều trị các bệnh do thức ăn xấu gây ra, và phù hợp hoàn hảo cho truyền thông, mà mỗi ngày vẽ ra cho chúng ta câu chuyện mới về chế độ ăn. Lại nữa đây, hướng dẫn mới, rối rắm và khó hiểu, và không phải vô hình. Đến lượt trứng, mừng về trứng, tôi mừng cho trứng. Ăn thịt xông khói vẫn ổn, chắc chắn rồi. Rồi bơ, bơ lại trở lại đây. Nhưng dù có nhiều điều khó hiểu trên truyền thông, vẫn có sự đồng thuận toàn cầu về quy tắc cơ bản của chế độ ăn tăng sức khỏe, và là chế độ ăn mọi lúc. Dù là chế độ ăn nhiều hay ít chất béo, nhiều hay ít carb hơn, ở mọi dân cư, mọi loại nghiên cứu, đó là chế độ ăn thiên thực phẩm, thực vật mỗi bữa. Thác Victoria Jim. Khi nghĩ tôi đã bóc trần từng bí mật đen tối của ngành thực phẩm động vật, tôi được mời đến tập ở nhóm bán quân sự ở Zimbabwe với nhiệm vụ đặc biệt. Ừ, các anh phải thật cẩn thận. Đứng trên đá. Ừ. Mấy con này được liệt vào danh sách nguy cấp. Chỉ còn khoảng 5.000 con trên trái đất. Căn bản chúng bị săn đến tuyệt chủng vì giá trị sừng của chúng. Tầm 40.000 đô la 450 gram. Damien Mann là lính bắn tỉa hành quân đặc biệt về hưu, đã 12 lần phục vụ ở Iraq. Anh ấy cũng là nhà sáng lập tổ chức chống săn trộm quốc tế. Kẻ săn trộm có rìu hay dao, nên ta cố tước vũ khí. Hắn sẽ tấn công bằng dao. Đây. Chúng tôi là đội 6 SEAL, nhiệm vụ bảo tồn. Chúng tôi là người lao vào và cầm máu. Rồi, ừ, tôi sẽ ôm chặt cây AK-47. Ừ, dính lên. Tôi sống qua giấc mơ trai trẻ, nhảy khỏi xe cào cào đặt bom nổ, mấy trò đa số bọn trẻ chỉ có thể mơ làm trên đất PlayStation. Đến châu Phi vì tôi tìm kiếm chuyến phiêu lưu 6 tháng tiếp theo. Tôi thấy con voi đực mặt bị cắt ngang. Ngà đã bị cưa mất. Cả con voi nằm đó chờ chết vì ai đó muốn trưng ngà voi trên bàn làm việc. Đây là kiểu phục kích gì? Tuyến. Tôi có tiền, tài để giúp các nhân viên kiểm lâm này dùng nhân lực tối thiểu để hoàn thành việc. Tôi lựa chọn cống hiến cuộc đời để giúp họ bảo vệ những động vật này. Đưa ra quyết định đó rồi, tôi bắt đầu nhận ra là mỗi ngày tôi sẽ ra ngoài đi tuần, bảo vệ một con vật và về nhà lúc nửa đêm, và quăng một con khác vào lửa. Tôi biết tôi nhảm nhí. Tôi chuẩn đạo đức linh động này thuận tiện cho tôi, vì nếu bạn không ăn thịt, bạn là kiểu người ăn chay, co lại thành tràng hạt. Tôi thầm biện minh, có đủ bò trên đời mà, không tuyệt chủng đâu. Nhưng càng nghĩ về nó, tôi càng chấp nhận điều tôi đã biết. Cách tốt nhất để bảo vệ động vật khác là đừng bỏ chúng vào miệng. Cái ảo tưởng ta cần ăn thịt để có đạm. Hết sức nhảm. Nhìn khỉ đột đi. Khỉ đột hạ bạn trong 2 giây. Khỉ đột ăn gì? Tôi chỉ làm giống như mấy thứ to xám ngoài kia mà bọn tôi bảo vệ, voi và tê giác. Tôi chỉ ăn thực vật. Kiểm lâm chúng tôi hỗ trợ đi tuần 5 triệu mẫu rừng hoang,
để bảo vệ các loài nguy cấp này. Nhưng mối đe dọa lớn nhất là ngành công nghiệp thịt và đất họ liên tục cướp đi. Từ những gì chúng tôi còn lại ở khu hoang dã tự nhiên, từng centimet, từng mét, từng cây số một. Gần 3/4 đất nông nghiệp trên thế giới được dùng cho sản xuất chăn nuôi, và nó gây hậu quả rất lớn đến đa dạng sinh học. Nguyên nhân lớn nhất tàn phá môi trường sống là gì? Là khu vực chăn nuôi. Thịt, sản phẩm từ sữa, trứng và chăn nuôi cá dùng 83% đất chăn nuôi thế giới, nhưng chỉ cung cấp 18% lượng calo thế giới. Nuôi trồng đòi hỏi quá nhiều đất. Vì, nhắc lại, động vật chỉ là vật trung gian. Chúng tiêu thụ chất đạm trung bình gấp 6 lần so với sản xuất. Với hơn 70 triệu động vật được tiêu thụ mỗi năm trên toàn, trồng thức ăn cho động vật yêu cầu rất nhiều đất, khiến nó là nguyên nhân đi đầu của nạn phá rừng. Nó cũng cần lượng nước khổng lồ. Nước đóng vai trò lớn không xứng tầm ở việc gây ra lạm dụng nước sạch này. 25% sông ngòi trên thế giới không còn đổ ra biển vì chúng bị rút quá nhiều nước để tạo đồ ăn cho động vật. Nước dùng để nuôi hạt, và hạt dùng để nuôi gia súc. Gia súc được chế biến thành thịt bò. Một cái hamburger tốn 2.400 lít nước. Một lượng nước khổng lồ. Tổng cộng hơn 1/4 lượng nước sạch con người tiêu thụ dùng vào đồ ăn cho động vật. Vấn đề không chỉ là cạn nước, mà còn ô nhiễm nước. Ví dụ ở Mỹ, mỗi năm trang trại thải ra nước thải gần gấp 50 lần so với dân số toàn thế giới, làm ô nhiễm sông, hồ và nước ngầm trên khắp đất nước. Ngành chăn nuôi chịu trách nhiệm cho 15% lượng khí thải nhân tạo toàn cầu. Nói cho rõ hơn, nó tương đương tất cả khí thải của mọi loại phương tiện trên toàn thế giới. Xe lửa, xe hơi, xe tải và tàu cộng lại. Nông nghiệp không chỉ là nguyên do lớn nhất đe dọa tương lai con người trên trái đất, mà còn là giải pháp trực tiếp lớn nhất và quan trọng nhất. Ở Mỹ, nơi có lượng tiêu thụ thịt gấp 3 lần trung bình thế giới, việc chuyển sang ăn chủ yếu thực vật sẽ giảm khí thải nông nghiệp xuống còn 73% và tiết kiệm 1 triệu lít nước mỗi một người mỗi năm. Với toàn cầu, thay đổi này sẽ giải phóng tổng diện tích đất cỡ châu Phi, chút gánh nặng cho nhiều loài và hệ sinh thái bị đe dọa trên thế giới. Thông điệp quá lớn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường. Bạn càng ăn nhiều thực vật và ít thịt và sản phẩm từ sữa thì càng tốt. Sau khi biết sẽ nguy hiểm ra sao nếu ta không thay đổi thực đơn, tôi về Brooklyn tìm chút hy vọng. Tập Tạ sao rồi? Tốt à? Ổn hết. 130/80, thấy chưa? Anh tuân thủ cả 7 ngày chứ? Ừ, suốt luôn vậy hả? Ừ, mừng đấy. Ăn một bữa xong không thấy kiểu phải kiếm ghế ngồi hay nằm ấy. Thấy đầy năng lượng. Ừ. Có thể nhảy lên xe đạp hay máy chạy bộ hay đi dập lửa. Cô ấy bảo giảm 5 ký. Ừ. Chỉ số cholesterol anh từng là 262. Ừ, đúng chứ. Là tăng lên nhiều so với ta muốn đúng không? Hôm nay là 176. Chà, giảm gần 100 nhỉ. Quá tuyệt vời, phải. Xong, cảm ơn. Về huyết áp anh giảm còn 16. Tuyệt. Về tâm thu và 2 trên tâm trương, giờ anh là 130, trái với 146/84. Tuyệt, cụm tay, phải. Chỉ số cholesterol của anh là 276. Biết là siêu cao đúng không? Ừ, họ hoảng luôn, hoảng sợ. Ở phòng khám biết gì không? Giờ họ cũng nên hoảng đi vì hôm nay là 169. Chà, đồng ý với anh. 169, anh giảm 107 điểm, trời ạ. Tuyệt vời. Kết quả của ta, sau 7 ngày, chỉ số giảm trung bình của mỡ trong máu là 21 điểm.
cân nặng giảm trung bình 2,7 cân. Mọi người thay vì có động mạch, trông như thế này đây đúng không? Mọi người đang trong quá trình có động mạch như thế này đây. Và ta biết sát thủ số 1 của lính cứu hỏa khi làm nhiệm vụ là đau tim. Đây là bệnh do thức ăn gây ra. Và mọi người không cần góp phần vào đó. Bác sĩ muốn tôi dùng thuốc hạ mỡ máu, và tôi nhìn nó như thể đó là lừa đảo. Làm gì dễ thế, và phải có một cách lâu dài hơn và lành mạnh hơn. Và khi cơ hội này đến, tôi nắm bắt. Khi ăn chủ yếu thực vật toàn phần lành mạnh, nó thay đổi biểu hiện gen. Nó phát triển gen tốt, triệt gen xấu. Gen của bạn là bẩm sinh, nhưng không phải số phận. Dù ba mẹ bạn, cô dì chú bác đều chết vì bệnh tiểu đường, ung thư, thậm chí trụy tim, không phải bạn phải thế. Khi đã vào thế này, tôi sẽ nâng người và đập đầu mặt hắn. Nhờ chế độ ăn mới, tôi đã hồi phục hoàn toàn và quay lại dạy tử vệ. Hoặc có thể nằm đây và bắt đầu kéo dây với bài học mới quan trọng. Tử vệ nội tại có thể cải thiện lưu thông máu, cho phép nhiều oxy, dinh dưỡng đi vào cơ, không chỉ là với kiến thức dinh dưỡng đúng. Giờ tôi có công cụ để bảo vệ nhiều mạng sống hơn bao giờ hết. Ngon, thật, ừ. Còn ai có 5 bảng không? Còn ai có 5 bảng không? Jane, mừng được gặp con. Giờ bố thấy sao? Rất tốt. Con số bố đọc được 85% khả năng lần đau tim đầu tiên sẽ giết chết con. Một tỷ lệ cao làm bố thấy được ban phúc. Chúc mừng sinh nhật ông. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Chúng tôi bắt đầu ăn chay. Và giờ chúng tôi có sữa đậu nành. Massage đảm bảo tôi ăn rau. Giờ phải ăn mới được. Bố nhiêu tuổi ạ? 71. 71? Ừ. Con 1 tuổi, mừng con ngồi đây. Này, gì vậy? Lý Tiểu Long hiểu rằng tìm cách kiếm sự thật chỉ có ích nếu bạn sẵn sàng hành động cho điều bạn muốn tìm. Tốt nhất là làm gương đi đầu. Đa số họ nói không ăn chay được. Tôi nói đúng, cả quá trình đó, cho mọi người ít sô-cô-la chay. Người ta có ý nghĩ này, nếu định làm gì đó là được cả hoặc mất hết. Không phải vậy. Nếu đến chỗ ai đó và nói bạn phải dừng ăn thịt, họ sẽ đáp, mẹ kiếp, mày là thá gì mà dạy tao ăn. Nhưng nếu bạn giải thích và nói, sao không thử một lần, một tuần cứ nhịn thịt thôi. 50 năm trước, không ai nói kiểu, này, chắc anh nên nạp đạm từ rau củ. Nhưng giờ, nhiều vận động viên chuyên nghiệp ở mọi loại thể thao đã làm rất tốt. Việc tránh xa thực phẩm động vật. Lewis Hamilton thắng giải Grand Prix Đức. Ta muốn thấy khỏe, muốn trông tuyệt, nhiều năng lượng. Điều quan trọng nhất là có nhiên liệu đúng. Không nhớ ra từng khỏe thế này suốt 32 năm. Ở trường 20, trở lại đường 15 và Matthew lên mở đầu cú 7 điểm cho đội Titan. Tôi không nhớ có màn trở lại nào thế này, không thể tin nổi. Mùa giải tuyệt nhất suốt 15 năm qua, bị Orapokan và Derek Morgan. Bọn tôi có tầm 14 người ăn thiên thực vật. Josie Kase, Brent Okoko. Điểm sáng trong trận này là sự phòng thủ của Titans. Ôi trời ơi! Cản phá cho đội Derek Morgan. Mùa giải tuyệt nhất, sự nghiệp anh ấy. Titans đang đến gần tấm vé vớt. Thành công rồi! Thắng vé vớt đúng ngày sinh nhật là đỉnh cao sự nghiệp tôi. Mọi người bàn tán về hàng thủ và chế độ ăn này. Là bánh burrito ăn sáng, chính là nó đó, nó đưa bạn đến tấm vé vớt.
Lúc Scott lên đỉnh Katahdin, truyền miệng về sự bền bỉ của anh khiến người ta tụ tập. Nhưng sau 46 ngày và gần 3.540 km, Scott chỉ còn vài giờ để phá kỷ lục thế giới. Đây sẽ là số cân lớn nhất mà bất kỳ ai từng gánh vác trên vai. Patrick sẽ nỗ lực nâng 555 kg, là 1.224 pound. Chính thức là kỷ lục Guinness thế giới. Tiềm năng của cơ thể con người là vô hạn. Bạn có thể vượt khỏi hố sâu và tăm tối nhất nếu tiếp tục xông về phía trước. Tôi sẽ leo, wow. Đến lúc rồi, thử thách kỷ lục thế giới. Scott Zurich là người chạy siêu marathon thành công của thế giới. Thử thách mới nhất của anh, dãy Appalachia. Phần lớn người đi bộ tốn 5 đến 7 tháng cho nó. Zurich hoàn thành trong 46 ngày, 8 giờ và 7 phút. Nhanh hơn 3 giờ so với kỷ lục trước. Sức mạnh thuần chay, tuyệt, thành công rồi. Là người khỏe và to nhất không phải điều quan trọng. Điều thật quan trọng là sẽ làm gì với sức mạnh của mình và bạn sẽ làm gì với năng lực bạn có. Tìm công thức món ăn và các nguồn khác, hãy truy cập. Avocado's a really big one for me. I'm addicted. A big salad with veggies, quinoa, rice. I call it the trough bowl. And then at dinner, anything from Japanese to Mexican. I love Indian food and also a Thai curry. Really, just, I like pizza. If I'm about to just chow down, like really get it, man, a lasagna. If you like chicken nuggets, okay, they have vegan nuggets. If you like meatballs, they got vegan meatballs. A lot of pizza, pasta, and burgers. Sometimes even at the same time. But thought I
competition. Now looking at it.